tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Đài Đồng Bằng TV và Tình Đồng Chí TV. Thì ngày hôm nay tiếp tục cái sự việc của chị Hà 39 tuổi không may gặp nạn ở xà lan tại cầu Dầm Cống đó. Thì mấy ngày nay ở trên mạng xã hội thì đang bình luận và phân tích rất là mạnh mẽ. Sau khi những người thân ở trong nhà của chị Hà đó cũng lên tiếng để đáp lời chồng của chị Hà, tức là anh Tấn. Thì anh Tấn này anh nói là anh bức xúc khi mà có một số những cái thông tin nói rằng ảnh là tham lam tiền bạc vợ con, rồi có liên quan đến những cái nghi vấn mà cái chết của chị Hà đó. Thì anh cũng lên anh đáp lời. Khi mà nghe ảnh trả lời lại thì gia đình của chị Hà cũng rất là bức xúc. Và mới ngày hôm qua đây thôi thì cũng vừa mới tung lên một cái bản cam kết. Thì có dấu vân tay, dấu lăn tay và chữ ký của chồng chị Hà rất là rõ ràng. Và cái tờ cam kết đó thì nộp cho là công an, công an ở huyện ở khu vực đó, đó khu vực của chị Hà đó. Thì nói chung là tới cái thời điểm hiện tại bây giờ thì vẫn chưa có những cái thông tin gì mới liên quan đến cái sự ra đi của chị Hà. Tới thời điểm hiện tại em cũng chưa có thấy được cái kết luận giám định pháp y, nhưng mà bên phía người nhà thì thông tin là đã làm đơn rồi để nhờ làm sáng tỏ cái sự ra đi của chị Hà. Thì chúng ta sâu chuỗi lại những cái vấn đề mà từ hôm nay là cộng đồng mạng á chia sẻ, và đặc biệt là khi mà cái tờ cam kết đó được công bố ra, thì chúng ta sâu chuỗi lại từ lúc mà hai vợ chồng của chị Hà sống chung với nhau hạnh phúc cho đến cái ngày mà xảy ra là cái sự việc đau lòng đó. Thì theo như cái thông tin mà ở đây là hai anh em cũng sâu chuỗi lại được, thì cái cuộc sống của chị Hà và anh Tuấn thì cái lúc ban đầu thì nó cũng êm đẹp, hạnh phúc và có nhau hai mặt con. Và sau này thì anh Tuấn là trở chứng đó, là có những cái chuyện ăn chơi và đã lấy là cái giấy tờ của xà lan đó, để mà đi cầm cố, hình như là cầm 20 triệu đúng không anh Tình đồng chí? Đúng rồi, 20 mấy triệu. Và cái giấy đó là cái giấy cảnh vụ. Giấy cảnh vụ đúng không? Cảnh vụ. Đó. Rồi là khi mà cầm cố xong rồi anh này mới điện cho chị Hà để mà cho chị Hà đi chuộc. Đó. Chị Hà đi chuộc thì chị Hà bắt buộc là phải đi chuộc cái tờ giấy đó về. Thì không biết lúc đó là anh cầm 20 triệu đó để anh như thế nào, ăn chơi hay đó thì mình không biết. Đó. Thì nhưng mà lúc đi thì như là mẹ của chị Hà nói là mày dám lên đó hả, đúng không? Đúng rồi. Lúc mà khi mà anh Tuấn gọi về kêu chị mà đi lên chuột cái tờ giấy cảnh vụ đúng không? Cảnh vụ đó về. Là ở theo chia sẻ của mẹ chị Hà là đâu ở Bình Dương, Sài Gòn gì đó. Đó thì lúc đó thì chị Hà mới điện về nói với mẹ. Là mẹ mới nói là con dám đi sao? Đó thì chị Hà mới nói là đi thí đại chứ giờ không có giấy cảnh vụ làm sao mà chở hàng. Đó thì chị với một người cậu nữa là cùng đi chuộc cái giấy đó về. Đi chuộc xong thì như là anh chồng của chị Hà là cũng đi một khoảng thời gian rất là lâu rồi mới về. Đúng rồi. Đó là đi một khoảng thời gian rất là lâu. Và khi mà đi lâu như vậy là không, và cái lúc đó là chị Hà đã đi làm đơn ly hôn rồi, yêu cầu anh Tuấn đi về để mà ký vào đơn ly hôn. Nó nhưng đằng này anh Tuấn lại không chịu ký vào đơn ly hôn. Rồi lúc đó là anh Tuấn mới nan nỉ chị Hà là cho ảnh quay trở về đi xà lan. Đó là tờ cam kết bắt đầu nó mới có từ đó. Thì nói chung là cái tờ cam kết thì cái nội dung nó cũng sơ sài đó cô chú anh chị. Thì nội dung là anh Tuấn này anh cam kết là sẽ là lo chí tú làm ăn. Không có gọi như là ăn chơi nữa. Nếu như mà ảnh ăn chơi hay là gì đó, hay là có những cái hành động gì với chị Hà, thì ảnh sẽ ký vào cái giấy ly hôn. Và đặc biệt là ảnh sẽ không có hưởng bất cứ cái tài sản gì. Đúng rồi, là toàn bộ tài sản sẽ để lại hết cho con, hai đứa con. Toàn bộ là sẽ để lại hết đó.
cho là hai con đó. Rồi thì chúng ta tiếp tục quay lại là những cái ngày gần đây, khi mà những cái thông tin mà nó được chia sẻ thì anh Tấn này nợ nần rồi mà. Cái tờ cam kết đó là khi mà đã có tờ cam kết rồi nhưng anh Tuấn vẫn không có thực hiện đúng theo cái tờ cam kết, anh vẫn còn cái chứng nợ tật nấy, cũng như là đi ăn chơi chơi bời. Và trước cái ngày mà xảy ra vụ việc là anh Tuấn, cái bữa đó là anh Tuấn anh đòi là đậu ở Trà Lan ở trên cái bãi trên kia, mà cái bến trên kia á là chị Hà nói là cái bến ăn chơi đó, cho nên là chị không chịu. Mà nhưng mà cái lời lời nói này là của chồng chị Hà nói đúng không? Hay là ai nói? Từ người nhà của chị Hà đã chia sẻ lại như vậy, tại vì cái lúc đó là chị Hà có điện về nói cho mẹ chị Hà hay sao đó, nó là con không có chịu lên như đó đậu, tại vì bến đó là bến ăn chơi. Đó là cái sự việc nó xảy ra là do mâu thuẫn như cái bánh đậu. Thì nói chung là đây là mình chỉ nghe chia sẻ thôi, chứ Đúng thực rồi, tế ở ở tại cái sự việc trên cái xà lan là chỉ có hai vợ chỉ có chồng, hai vợ chồng hai thôi. vợ chồng với tôi, thì mình cũng không biết được là ở lúc đó là có cái chuyện là mâu thuẫn là vì cái bánh đậu hay là còn cái vấn đề gì khác hay không hả. Thì vấn đề đó mình cũng chưa biết, nhưng mà ở đây chúng ta đặt ra cái vấn đề giữa cái tờ cam kết thì nó liên quan đến vấn đề tài sản đó, và tới cái ngày mà chị Hà mất thì lại có vấn đề mà tập trung lại để đục cái két sắt. Đục cái két sắt không biết là khi mà chị Hà mất với xong không lo tìm kiếm mà lo đục két sắt để làm gì, thì đây là một cái dấu chấm hỏi nó rất là lớn đó. Thì lúc đó không ra không có tiền hay mà phải đục két sắt ra. Đúng rồi, nói chung là với lại cái vấn đề mà tìm kiếm là cũng có một số anh em người ta hỗ trợ nữa mà, chứ đâu phải là bên gia đình của anh Tuấn làm không đâu. Với lại lúc đó người nhà đã lợi rồi, nếu người nhà không lẽ không có tiền đúng không, nó cần gì phải đục cái két sắt làm gì nữa. Không biết là cái vấn đề mà đục cái sắt để làm cái gì, thì đó là một cái nghi vấn mà tất cả những cái câu chuyện giữa chị Hà và người chồng thì nó đều quanh quẩn cái chuyện mà tiền bạc. Tiền bạc ở trong này thì mấy hôm qua thì cũng nghe mấy anh em ai thông tin gì là tài sản là sẽ cho anh Tính thì thừa hưởng hết gì đó, nhưng thật chất thì cái thông tin nó không chính xác, thông tin nó không đúng đó. Tại vì nói chung là hiện tại bây giờ là nói về cái vấn đề mà anh Tính lên anh khóc là anh nói là cái căn nhà bây giờ là nhà riêng của hai vợ chồng, mà bây giờ tại sao mà không cho ảnh đi vô á. Thì nói chung á là mình ở đây thì mình người ngoài thì mình cũng không biết được là hiện tại bây giờ cái nhà ai đứng tên đó. Hiện tại bây giờ cái nhà là của ai đứng tên và tiền bạc là như thế nào đó. Nhưng mà nói thật chất là nếu mà anh Tấn có cái chân hay là có tiền hùng đó mà không cho anh Tấn vô chắc ổng chịu đúng không? Nhưng mà trước khi đó là đã có một cái thỏa thuận giữa anh Tuấn và chị Hà theo kiểu như là đi xà lan nhưng mà vẫn ăn chia ra Đó đó, thì chia đó ra biết làm rồi. bốn đó, cho nên là cái phần của anh Tuấn là anh đã sử dụng, anh ăn chơi gì hết rồi, còn nhà cửa và tiền cái phần của chị Hà là chị để dành để cất lên cái nhà đó để cho hai đứa con và lo cho hai đứa con ăn học, cho nên là Vậy là cái lúc mà anh Tấn anh lên ngồi nói là tôi ăn chơi mà tôi cũng lo cho con cái, lo tiền bạc cất nhà là nó mâu thuẫn với đúng là rồi đúng rồi. nó mâu thuẫn rồi. Vậy là đứa nhỏ nó cũng có nói rồi mà, nó nói là suốt 3 năm trời cha không có liên lạc với con rồi. Nó làm Đó. sao mà Thì anh có bởi bỏ vậy anh á là có nhiều nhiều khán giả khi mà mình bình luận về cái chuyện mà cái nhà mà không cho chồng của chị Hà vô đó, thì mình nói là nó đúng rồi. Có nhiều người nói ngu không học lực. Vấn đề là nhà là ví dụ như vợ mất thì tài sản là cái người thừa kế tiếp theo sẽ là chồng, thì đó cái đó là chuyện đúng. Nhưng mà rõ ràng là cái tài sản này nó có thể là cái tài sản riêng của chị Hà, là tại vì lúc đó hai người đã làm cái bản cam kết là khi mà đi là cái tiền lời sẽ chia đều ra, thì của anh ông xài, của tôi xài đó, thì ông xài hết thì ông ráng chịu. Còn cái chuyện cất nhà cất cửa thì chị Hà bả gom góp bả cả cả bả có được cái nhà, thì người chồng sao hóa. Em nói thiệt của chú chị, nhà của em bỏ tiền em cất đốt tràn nào đuổi em được đúng không anh tình đồng chí đúng rồi. đó. Cho nên là nếu mà ông chịu chịu lép với thì rõ ràng là cái vấn đề còn ông không có góp góp gì ở trong cái căn nhà đó ha. Còn tiếp tục thì có một số những anh em hình như đã dừng lại cái câu chuyện này hả. Hôm hôm qua thì cũng thấy một số người dừng lại, thì mình cũng không biết là cái nguyên nhân cái lý do như thế nào. Có người thì nói là do sợ chồng của chị Hà thưa kiện, có người thì nói thôi để cho gia đình của mẹ chị Hà như là yên ổn để mà lo
công việc rồi lo thư kiện, khi nào có thông tin thì sẽ cập nhật. Ở đây thì em hôm nay thì em anh hai anh em đây trai đồng bằng với anh Tình Đồng Chí đây thì cũng chia sẻ những cái góc nhìn thôi, mình chỉ là cái bề nổi thôi, còn cái bề chìm thì mình không dám bình luận, và đặc biệt là cũng không dám khẳng định là ông này có tội hay là ông kia có tội, bà này có tội, thì mình chỉ chia sẻ những cái thông tin bề nổi thôi. Còn như ai mà đi sâu quá, đi xa quá thì hôm nay em cũng khuyên là mấy anh em mình nói cái gì như nó bề mặt, như là mẹ của chị Hà chia sẻ thì mình phân tích theo cái chuyện mẹ chị Hà, còn dù chồng chị Hà chia sẻ thì mình phân tích theo chuyện chồng chị Hà. Mình đừng có ô tô khẳng định hay là tôi kết luận là cái người này như vậy rất là nguy hiểm. Bây giờ hiện tại bây giờ thì chồng của chị Hà chỉ là một nghi can thôi, à, đúng rồi, à, nghi vấn ổng thôi chứ ổng cũng chưa có phải là người có tội nữa. À, thì chưa có bằng chứng, chưa có bằng chứng, đâu có bằng chứng gì. Nhưng mà cái vấn đề mà cái cuộc sống hàng ngày thì rõ ràng là chúng ta thấy là chồng của chị Hà không phải là một người chồng như là lý tưởng đó, vẫn ăn chơi. Mà hiện tại bây giờ là hổm là nghe đâu là đòi bán cái xà lan hả? Trước đó là có nghe cái thông tin là ảnh đòi bán cái xà lan là 3.5 tỷ 4, nhưng rồi sau đó có người lại coi cô xà lan rồi ảnh mới lên giá là 5.6 tỷ gì đó, chỉ là những cái thông tin ở trên mạng mà mình nghe mình chia sẻ là vậy thôi, chứ còn có chính xác hay không thì mình vẫn chưa biết được. Thì tại vì cái clip mới đây nè, clip mới đây của mấy anh em mà quay chồng chị Hà đó thì có cái tiêu đề là định bán xà lan trả nợ gì đó. Thì cũng nghe nói là ảnh nói là từ cái ngày mà chị Hà mất tới giờ là ảnh nợ đâu 150 triệu, 150 triệu, mà không biết là ảnh đâu có lo gì đâu mà không có nợ gì đâu. Cái nợ đó là nợ của ai mới được. Ừ, ảnh nói là nợ mà nợ thế nào, mà cái lúc hình như là chị Hà có trả nợ cho ảnh gì đó thì phải. Đúng, chứ đó ảnh, chị Hà có trả nợ cho ảnh rất là nhiều. Trả nợ nhiều lần. Thì bởi vậy cái câu chuyện này hiện tại bây giờ nó đang như là căng thẳng và nó đi đến gần tới cái hồi kết rồi. Thì em cũng mong là cái sự việc nó ra ánh sáng thôi, nó sáng tỏ hết, kết luận rồi sáng tỏ hết, để không có còn những cái vấn đề mà tranh cãi lùm xùm trên mạng. Nhưng mà rõ ràng dù gì chăng nữa thì anh Tình Đồng Chí thấy là như là con của chị Hà với anh Tấn đó, thì nó có một cái cảm giác xa lắm với người cha của nó rồi. Tại vì là trước đó là đã không quan tâm rồi, cho nên là người con cũng không có còn cảm giác gì với cha nữa. Đó thì là theo cái góc nhìn của anh em đây, là tại vì mấy em bé nó lên mạng nó chia sẻ, mình nhìn vô mình thấy thôi đó, mình thấy là nó cảm giác nó không có còn gần gũi hay là nó binh vực về người cha nữa. Thì có làm sao thì nó vậy, kiểu ổng mà ổng mà chồng của chị Hà thì cũng lên chia sẻ tôi thương con, tôi cũng điện đồ về cho con tôi rồi này kia đủ thứ đó. Chỉ có chị Hà là thường xuyên thì điện về, thì chỉ là chỉ người là cái người trực tiếp để lo cho hai đứa con ăn học. Nói chứ còn anh Tuấn thì theo đứa con cũng đã nói rồi đó, là 3 năm trời cha không có gọi cho con. Nói thì nhiêu đó mình cũng đủ hiểu là cái tình cảm cha con giữa anh Tuấn là ảnh dành cho con mình như thế nào rồi. Nếu mà câu chuyện này tôi xem xét ngay từ đầu, nếu mà như chị Hà mà không làm có tiền thì không biết là ông chồng này có ở với bà thiệt luôn á. Nếu mà nói thẳng, nếu mà không có cái xà lan, không có đi tiền bạc, không biết là còn ở hay không, vấn đề mình không biết. Tại vì là người nhà đã nói là đi với vợ nhỏ, đi với tiểu tam bắt tại trận luôn đó, đội quýnh ghen nữa mà. Nếu như mà chị Hà mà không có tiền thì chắc chắn là cái cuộc tình nó phải chấm dứt rồi. Nếu mà đi cái đó mà chị Hà bà hết tiền rồi, bà sạch tiền rồi, không có gì hết, là chắc cuộc tình này không kéo dài đó. Thì nói chung mình cũng khuyên là có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nếu mà cái cuộc sống của chị Hà hai vợ chồng đó là nhiều người ao ước không được cái xà lan là bạc tỷ. Đúng rồi, xà lan bạc tỷ, nhà cũng bạc tỷ, nó ai có được cái cuộc sống vậy. Nhưng mà tại sao mình không giữ cho nó hạnh phúc mà đấy xảy ra cái sự vậy? Có thể là do một cái gì đó không mong muốn thì chị Hà mất đi, ví dụ vậy, mình thí dụ đi. Còn cái vấn đề mà ông có tội không mình không nói thì cũng rất là đáng tiếc cho một cái gia đình nó đang hạnh phúc chỉ vì một số những cái vấn đề chồng không lo gia đình ăn chơi này kia. Rồi kể cả khi mà ngày chị Hà mất thì anh Tình Đồng Chí cũng thấy một chuyến đi anh bao nhiêu tiền, gần cả 100 triệu á, nếu mấy chục triệu, 80-90 triệu một chuyến đi. Nhưng mà ví dụ như một chuyến đi có bằng cái tình nghĩa vợ chồng của anh sống không? Đương nhiên là không bằng. Nhưng mà ảnh đã không dành được một ngày để đưa tiễn người vợ của mình đi về nơi anh nghỉ, cũng không có chích được cái chiếc khăn tang luôn nữa. Nhưng mà lúc nào anh cũng nói là thương vợ thương con.
Rồi ảnh còn nói là ảnh sợ, ảnh không dám về đó, ảnh sợ bên gia đình vợ. Nếu mình không có tội gì á thì mắc mới phải sợ. Nói chung là đây thì chỉ là một cái lập luận thôi, chứ mình không có ý là nói ảnh là có tội hay không có tội. Nó là nói chung là ảnh ví dụ quang minh chính đại thì ảnh chẳng gì phải sợ hết á, nó thẳng như vậy. Ai mà làm cho ảnh nói ủa vợ con, nó về nói xin với mẹ ô vợ con sống chung nhau, vợ con không may gặp nạn thì ngày hôm nay con là chồng, vẫn trên mặt giấy tờ pháp luật vẫn còn công nhận con và vợ con là hai vợ chồng với nhau, thì hà cớ gì mà không cho con về. Rồi thậm chí là kể cả vấn đề bây giờ phải đưa về nhà riêng của hai vợ chồng để làm đám nữa đó. Hình như cái nhà đó là của chị Hà đúng không, nhà riêng đúng không? Đúng, cái nhà đó nhà làm đám là nhà riêng của chị Hà đó. Thì nếu mà đúng là thật người chồng mà thương vợ thật tình cỡ nào cỡ cũng đến đưa tiễn, ngày cũng nhớ cái ngày đó là ông anh vậy phải điện thoại mới đến. Chung là mình em thấy thì cũng buồn thôi, giờ biết nói sao giờ. Ví dụ như mà không cho vô nhà thì cũng ra mộ thăm. Không, như là lúc đó lúc mà thấy mà ảnh vô nhà thì người nhà cũng đâu có nói gì đâu, cũng đâu có làm gì ảnh đâu. Nhưng mà ảnh cũng chỉ đứng nhìn rồi xong rồi sau đó chỉ lại thắp được nén nhang, giống như là kiểu một người khách giếng, người khách giếng á. Nghĩ ra thấy cũng buồn, một cái sự việc mình thấy đơn giản ha, mình thấy chỉ như là một cái tai nạn, người vợ mất không may thì người vợ mất đi, cuối cùng nó xảy ra một cái câu chuyện gia đình nó không có hạnh phúc. Mà nó thật ra thì hôm nay thì chắc thứ nhất là mẹ của chị Hà rồi những đứa con của chị Hà chắc rất là đau lòng đau buồn khi mà lên mạng thì nghe những cái thông tin á, đủ thứ, quá nhiều thông tin. Sự mình ở đây thì mình cũng mong muốn hai anh em ở đây cũng mong muốn là cái sự việc cho nó sáng tỏ thôi đó. Nếu mà thật sự em mà như chồng chị Hà em đi tay trắng, em cũng không có giành giật gì cái chuyện tiền bạc. Chắc chắn là cái chuyện mà tài sản thì hiện tại bây giờ khi mà có đã có cái giấy cam kết á, nhìn hai vợ chồng mà làm tiền bạc chia đôi ra hết á, cái số tiền của chị Hà thì vẫn là của chị Hà thôi, chứ ông cũng đâu có dành gì được. Còn nói chung là tài sản, nếu là một người tốt khi nào không khi nào mà dành hết đâu, phải cho con chứ đúng không? Nhưng mà người tốt nó thương vợ thương con thương gia đình thì bây giờ tôi cũng dành gì hết để cho con cái tôi sau này á. Có gì đâu, chứ ví dụ như không quan tâm nhưng mà dù sao cũng là con mình mà đúng không? Bây giờ mẹ thì cũng đã mất rồi, nói cho là mình là người cha là cái chỗ dựa duy nhất để cho đứa con thôi. Nó thì đúng lương tâm thì người cha phải để hết tài sản cho con, hoặc đúng là rồi, gán làm để lo cho con. Quan tâm đây nè, nếu mà thời điểm này nếu mà anh cảm thấy anh không làm gì sai mà lương tâm anh cắn rứt thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà anh đúng rồi, chuộc lại những cái lỗi lầm đó. Quan tâm chăm sóc con cái nhiều hơn, bù đắp lịch, kể cả là bên vợ của anh, ví dụ anh có sai gì với mẹ vợ anh nữa mà anh chứng minh được anh trong sạch rồi, anh là thể hiện như cái nào đó để cho gia đình bên vợ ta thấy được là anh là một người tốt đó, người ta cũng sẵn sàng tha thứ cho anh. Đúng rồi, đánh đó. Người chạy đi chứ không ai đánh người chạy đúng lại. Rồi đó. Còn nếu mà anh có làm sai thì lương tâm anh tự biết đó, thì anh cũng biết rồi, pháp luật Việt Nam mình đó. Kể cả nước ngoài người ta còn khen về cái vấn đề mà điều tra của là công an Việt Nam mà người ta còn khen là nó không có vụt được một đối tượng nào hết. Cho nên là cô chú anh chị em mình xem thì mình cứ bình thường đó, cứ yên tâm, lưới trời lồng lộng mà không có gì mà chạy thoát được đó. Rồi thì sẵn đây anh Tình đồng chí anh có gửi lời gì đến cái sự việc của chị Hà, anh có góc nhìn gì nào không? Nói chung thì cái việc thì cũng đã qua rồi, chị Hà thì cũng đã mất rồi. Bây giờ chúng là cũng có thể là mình hy vọng rằng là anh Tuấn, cho dù nếu như không như ảnh cái chết chị Hà đó là không liên quan tới ảnh đi, thì hy vọng là ảnh cũng phải nhìn về người còn hai đứa nhỏ nữa. Tại vì dù sao người mẹ cũng đã mất rồi, còn cái điểm tựa duy nhất là cha. Đó thì rất là mong là anh sẽ cố gắng làm để mà bù đắp lại cái tình cảm cha con trước đây, để cho con nó còn có cái tình thương của người cha. Tại vì dù sao cũng là cha mà, có tốt xấu gì chăng nữa thì cũng là cha mình. Nói thì trước đây cha mình có không có quan tâm gì đó thì đây là cái thời điểm tốt nhất để mà cha con hàn gắn lại cái tình cảm. Cố gắng ha, nếu như mà
Không có gì hết, cố gắng đi ha. Rồi thì nói chung là ngày hôm nay cũng chia sẻ với cô chú em hai anh em ra đồng bằng như tình đồng chí, cũng chia sẻ một số những cái góc nhìn xoay quanh cái vấn đề của chị Hà. Thì có những thiếu sót gì thì cũng rất là mong cô chú anh chị em mình thông cảm. Thì có đóng góp ý kiến gì thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình của các anh em. Rất cảm ơn cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello quý vị, cho ra đồng bằng ít phút quảng cáo thì trên tay chai đồng bằng đây là chai nước cốt nhà hữu đường nguyên chất trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp rất là tốt cho người già. Quý vị nào cần có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Một chai như vậy là 300.000 bao ship nha quý vị. Và tiếp theo nữa, đây đây là chai mật ong rừng U Minh 100% nguyên chất, một chai là nửa lít thì cái số lượng hiện tại bây giờ đang có hạn. Thì còn khoảng vài lít nữa thôi. Vì nào cần có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Thì một chai dày là nửa lít, một lít là 1,5 triệu bao ship nha quý vị. Và tiếp theo nữa đây, trên tay em là một bịch cà phê. Cà phê này là cà phê Đắk Lắk nguyên chất, ở nhà ông anh của em làm. Thì quý vị nào thích cà phê thì có thể liên hệ với em, 250.000 một ký bao ship. Rất cảm ơn quý vị.